Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ông Nguyễn Đắc Tài vừa có buổi làm việc với dự án hướng tới loại trừ sốt xuất huyết tại Việt Nam. Nội dung của buổi làm việc đề cập đến muỗi AED mang vi khuẩn Wolbachia được phóng thả tại đảo Trí Nguyên, thành phố Nha Trang. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trần Hiển, phó giám đốc của dự án cho biết, muỗi AED mang vi khuẩn Wolbachia được phóng thả tại đảo Trí Nguyên, thành phố Nha Trang, không những ức chế được virus dengue gây bệnh sốt xuất huyết, mà kết quả nghiên cứu ban đầu của các nhà khoa học trên thế giới cho thấy nó còn có khả năng ức chế virus Zika, cũng giống theo nguyên lý khoa học như đối với virus dengue. Sau 3 năm nghiên cứu, dự án tiến hành 2 đợt phóng thả muỗi tại đảo vào năm 2013 và 2014. Kết quả trong năm 2014 và 2015, trên đảo Trí Nguyên chỉ có một ca sốt xuất huyết. Kết luận tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đắc Tài đánh giá cao kết quả dự án đạt được, mong muốn dự án sớm thành công để có thể áp dụng tại thành phố Nha Trang. Đồng thời cũng đề nghị dự án nên cộng tác chặt chẽ với báo đài địa phương để thông tin kịp thời cho người dân hiểu về dự án. Nằm trong những nỗ lực ngăn ngừa virus gây teo não thì cuối tuần qua, chính quyền Mỹ đã cho phép thử nghiệm mà diện hẹp mũi biến đổi gen chống virus Zika. Và trong một dự án riêng rẽ khác thì cơ quan nguyên tử quốc tế EIA sắp triển khai việc sử dụng kỹ thuật chiếu xạ lên mũi để tác động đến khả năng sinh sản của loài côn trùng này.